bạn vẫn cảm thấy tất cả những thứ liên quan đến hỗ trợ tài chính này rối rắm khó hiểu, đừng bỏ cuộc, bạn có thể được trợ giúp. Bất kể trường hợp cá nhân của bạn là gì, liên quan đến gia đình, tài chính, vân vân, bạn không hề đơn độc. Bạn có thể cảm thấy trường hợp của mình khác biệt, nhưng hãy tin chúng tôi, bạn không phải là người duy nhất. Bạn nên bắt đầu bằng việc nói chuyện với cố vấn trường học của mình. Họ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc tiếp cận hỗ trợ tài chính và họ luôn sẵn sàng trợ giúp. Thậm chí còn có một dịch vụ nhắn tin dành cho học sinh với tên gọi Autobot, có thể trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến hỗ trợ tài chính, hướng dẫn bạn đến nơi trợ giúp khác và cung cấp các thông tin cập nhật và lời nhắc. Học sinh có thể đăng ký Autobot với tin nhắn văn bản 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần bằng cách soạn tin Hi Author gửi đến số 360-928-7281. Tiếp theo, truy cập vào trang web www.sac.va.gov/vcg để tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về chương trình tài trợ bậc đại học cao đẳng Washington. Dù trường hợp của bạn có như thế nào đi chăng nữa, VKCG có thể giúp biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.